đá như Lưu Càng. Rồi, các bạn. Quay lại, thi thử thôi. Hoàng Lưu Càng. Bruce Lee. Rồi, anh võ vừa Bruce Lee à anh? Diệp Vấn à? Rồi. Ủa chưa lên sao cả. Không được phế hết đâu. Thế nào cũng được hết. Miễn là đập. Ui rồi, quá chát luôn đấy. Pha đá bóng mới phải được điểm 10. Nhưng mà nó chát đấy. Chát. Thế một phát búng nhẹ đấy. Ở anh có ăn 3 điểm, không ăn 2 điểm, à đi. Thì săn là toàn săn cá lớn thôi, không săn cá nhỏ thôi ạ. Từ em giàn trải ra nhá. Cố hình. Ôi, quá nguy hiểm thật. Rồi, đây. Quay. Rồi, thôi đi.